Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ Nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ Tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 49, đây đều là những thứ mà ông cha ta đã chơi chán. Ngôn Vũ dùng sức cắn khăn tay, khuôn mặt u hoán nhìn người nào đó đang hưng phấn đến nỗi hai mắt lấp lánh, khuôn mặt ửng hồng phơi phới. Giả dối, thế mà ngươi còn nói thích ha Vũ? Giả dối, tất cả đều là giả dối, đồ xấu xa. Mãi cho đến khi bóng dáng của Hà Thiệu Đình hòa vào dòng người và biến mất, hứa quân dao mới thở một hơi thật dài, hết xoa khuôn mặt, chỉnh mái tóc dài lại sửa sang lại quần áo, sau đó mới nhìn Châu Ca nở một nụ cười rè rạt. Xong rồi, chúng ta quay về thôi. Châu Ca Cái bản lĩnh chờ mặt này Hắn không nhịn được bèn hỏi. Muội nhiều năm rồi chưa từng gặp Châu Ca, lúc nãy chỉ lướt qua sao đã nhận định tiểu tướng bên cạnh bệ hạ chính là huynh ấy. Là huynh ấy, chắn chắn không sai, chính là huynh ấy, muối nói phải là phải. Hứa quân giao trả lời chắc như đinh đóng cột. Châu ca hừ một tiếng, mặt đầy ghét bỏ. Lúc nãy muội la hét ầm ý đã đủ mất mặt rồi, nếu còn hét sai người thì ra mặt cũng đường dùng nữa. Hứa quân giao hết sức đắc ý. Yên tâm, yên tâm. Huynh tin muội đi, chắc chắn không sai đâu. Thị lực của muội tốt lắm đó. Châu ca cũng lười nói với nàng, dù gọi sai người thì người mất mặt cũng không phải mình. Hừ, nhìn đình ca thì thị lực tốt lắm, còn nhìn A Vũ thì như bị mù. Ngôn vũ bay bên cạnh này nói một cách đầy bất mãn, trong lòng tràn đầy trách móc. Không công bằng, không công bằng gì cả. Hứa quân giao giả bộ không nghe tiếng gì cả, dẫn đầu mọi người bước ra khỏi phòng. Môn Vũ đi sát bên cạnh nàng, nàng ta một bên tránh khách khứa, một bên dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Hứa Quân Dao. Ban đầu, Châu Ca thong thả đi phía sau muội muội, nhưng khi nhìn thấy khách của tửu lầu ngày càng đông, hắn nhanh chân tiến lên che chở cho nàng, để tránh người khác đụng vào. Hứa Quân Dao chú ý đến hành động che chở mình của hắn, nàng không khỏi giật mình. Sau giây lát, nàng rủ mắt xuống, khuôn mặt dương lên một độ cong xinh đẹp. Huỳnh muội hai người đi ra khỏi tiểu lâu, sau khi người đi đường thưa dần, Châu Ca mới lặng lẽ thu tay về, sau đó học theo dáng vẻ của Đường Tùng Niên, chắp tay sau lưng ung dung đi phía sau muội muội. Dẫu sao hiếm lắm mới có một lần ra ngoài, Hứa Quân Dao cũng không vội về phủ, nàng vui vẻ đi ngắm nghía đây đó trên đường. Khi đi tới một sạp bán mặt nạ, cầm một cái mặt nạ thần trung quỳ rồi đeo lên mặt, sau đó nhân lúc châu ca không chú ý đột nhiên quay mặt lại dọa hắn giật bắn mình. Thấy thiếu niên trước mặt luôn thích giả vẻ bình tĩnh, nay lại sợ tới mức nhảy cẫng lên, nàng bụng miệng cười khúc khích. Ngôn vũ ở bên cạnh cũng cười cong cả eo, trong lúc bất cần đã lỡ để người gánh hàng rong đi xuyên qua người mình, nàng ta buồn bực chống nạnh, nhìn theo bóng dáng đã đi xa của người gánh hàng rong, mắng. Đáng ghét chết mất sao ngươi đi đường mà không chịu nhìn đường thế hả không biết xấu hổ chút nào hả cứ thế mà xuyên thẳng qua người ta đáng ghét thật sự đáng ghét châu ca bị muội muội cười đến nỗi cả người không được tự nhiên hắn tức giận trừng mắt nhìn nàng cướp lấy chiếc mặt nạ trong tay nàng trả lại cho ông chủ hứa quân giao cười hi hi đi đến bên cạnh chàng thiêu niên đang nghiêm mặt huynh dần rồi à nam tử hán đại trượng phu sẽ không nhỏ nhen như thế chứ. Muội chỉ muốn đùa huynh một chút thôi mà. Châu ca hư một tiếng. Muội còn định đi dạo đến bao giờ? Về muộn nương sẽ tức giận đấy, lúc đấy ta sẽ chống mắt lên xem muội làm thế nào. Vội cái gì mà vội, giờ còn sớm mà. Này, muội ra kia nhìn chút nhé. Hứa quân dao níu cổ tay áo của hắn rồi chạy đến phía đang náo nhiệt phía trước. Ô kìa, người chạy nhanh như thế làm cái gì người ta sắp chạy không kịp rồi ô kìa ô kìa đừng qua đây đừng qua đấy sắp đụng vào bả vai của ta rồi đấy ai ui đáng ghét lại xuyên qua người ta nữa rồi tránh ra tránh ra tránh ra đòn gánh của ngươi sắp quẹt vào tay ta rồi phù nguy hiểm quá đi lại tới nữa lại tới nữa ta đã bảo các ngươi đi đường phải nhìn đường rồi mà sao lúc nào cũng đi xuyên qua người của ta vậy giao giao đợi ta với. Ngôn vũ tránh trái tránh phải đuổi theo đôi huynh muội nhưng trên đường người đến người đi tấp nập, nàng ta né được cái này nhưng không kịp chú ý để né cái kia. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có hết người này đến người khác đi xuyên qua người của nàng ta, khiến nàng ta vừa thẹn vừa tức, dẫm chân giận dỗi, trong lúc không chú ý lại bị một đám trẻ đang chơi trò đuổi bắt chạy xuyên qua người. Hứa Quân Dao quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói của nàng ta, nhìn thấy sự xấu hổ của Môn Vũ khi không thể tránh khỏi hành động đi xuyên qua thân mình của những người xung quanh, Hứa Quân Dao suýt thì bật cười thành tiếng. Cái đồ mốc kia, nếu xét từ phương diện khác, nếu nàng ta làm quỷ mà mốc được đến mức độ đấy, thì cũng được coi là một loại bản lĩnh rồi nhỉ. Vị cô nương này, Bần Đạo thấy cốt cách của cô kỳ diệu tinh tế, chính là đại phú đại quý mệnh cách phúc thọ song toàn, chỉ tiếc mệnh phạm sát tinh, nếu không kịp thời hóa giải, sợ rằng cuộc đời sẽ trải qua nhiều trắc trở. Đột nhiên nghe thấy có người nói chuyện, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một nam tử mặc đạo bào trắng muốt, trên đạo bào thêu ba chữ lớn, tái thần tiên, đang nhìn mình. Người đang nói với ta sao? Nàng chỉ chóp mũi mình hỏi. Đúng vậy, cô nương có muốn mua một lá bùa hộ mệnh không? bùa hộ mệnh này của bần đạo không những có thể xua trừ tà cản sát, mùa hè còn có thể đuổi muỗi, rắn và kiến, mùa đông có thể xua hàn giữ ấm. Chỉ cần 10 văn tiền, đã mua tuyệt đối không chịu thiệt, đã mua tuyệt đối không bị lừa. Có chiếc bùa này của bần đạo, thì đời này của cô nương có thể gặp giữ hóa lành, mọi chuyện thuận lợi, tai hòa tà khí không thể lại gần. Cô nương thấy thế nào? Có muốn mua mấy cái không? Người kia về tròm dâu hỏi một cách đầy mong chờ hứa quân giao buồn cười biết mình gặp phải lừa đảo giang hồ đang muốn cười đối phương vài câu thì chợt thấy ngôn vũ đang đi về phía này rụt cổ lại có vẻ hơi sợ hãi trốn sau người châu ca với khuôn mặt bất lực thỉnh thoảng còn lộ ra nửa khuôn mặt lén lút nhìn về phía tái thần tiên nàng suy tư cầm một lá bùa trên sạp hàng giả bộ nghiêm túc lật nhìn vài cái sau đó hỏi chỗ này của ngươi chỉ có mỗi bùa hộ thân thôi hả? Không không không, chỗ này của bần đạo bùa gì cũng có, chị chứng khóc đêm của trẻ nhỏ, đấu dế bao thắng, chị đau răng, tránh nước, phòng cháy, chúc thuận buồn xuôi gió. Chỉ có cái cô không nghĩ tới, chứ không có gì mà bần đạo không vẽ được cả. Tái thần tiên tràn đầy tự tin trả lời. Khóe miệng hứa quân dao giật giật, còn chưa kịp nói gì thì châu ca đã cau mày kéo cổ tay áo nàng đừng tin hắn nói nhảm chúng ta đi thôi trời ơi vị tiểu ca này nói sai rồi nhé bần đạo không phải lừa đảo giang hồ đâu bần đạo có học vấn thật sự đấy ngươi đừng có mà không tin nha tái thần tiên bất mãn hứa quân giao kéo bàn tay châu ca đang kéo cổ tay áo của mình ra nhìn tái thần tiên nói mấy thứ trước đấy ta đều hiểu rõ nhưng cách dùng của lá bùa trúc thuận buồm xuôi gió là gì tiểu cô nương ở trong nhà nên không hiểu là phải cái này á, cũng có người gọi nó là bùa làm an hồn, người nhắm mắt, hai chân duỗi thẳng là đi rồi, vậy nên mới gọi là chúc thuận buồm xuôi gió. Tái thần tiên gật gù đắc ý nói. Hứa quân giao. Được thôi, nàng cũng rất muốn chúc hắn thuận buồm xuôi gió. Nàng làm như không chú ý tới châu ca đang ở bên cạnh, nhìn môn vũ đang đứng phía xa để tránh tái thần tiên, nàng nghĩ một lát, rồi nói. Những cái bùa này, mỗi loại ta đều lấy một cái. Ôi chao, cô nương đúng là có con mắt tinh tường. Chả trách ông trời lại hậu ái cô như vậy, cho cô một đời địa phú đại quý, phúc thọ song toàn con cháu đầy nhà. Tái thần tiên vui sướng đưa cho nàng một đống bùa, sau cùng còn đưa cho nàng một tấm bùa hộ mệnh. Hắn cười hi hi đếm ngân lượng mà châu ca đưa cho mình với vẻ mặt bất lực. Lá này là quà tặng, lần tới nếu như cô nương cần, cứ việc đến tìm bần đạo. Hứa quân giao cười, thuận miệng nói, được, sau đó lên đường quay về phủ trong tiếng trách móc của châu ca. Sao muội lại tin tên lừa đảo giang hồ kia? Uổng công muội lớn lên trông thông minh như vậy. Là giọng nói chỉ tiếp rèn sắt không thành thép của châu ca. Đúng đấy, đúng đúng. Lừa đảo giang hồ không thể tin. Ngôn vũ gật đầu phụ hỏa. Hứa quân giao cười nói hồi bé huynh còn học theo bà đồng gọi hồn cho người ta bây giờ muội mua mấy lá bùa sao lại không được chứ nói năng bậy bạ nha đầu thối nhà muội lúc nào cũng bôi nhọ danh tiếng của ta châu ca kiên quyết không chịu thừa nhận mình đã từng làm những chuyện ngu mốc như thế chắc chắn là do con nhóc xấu xa này bịa chuyện lừa mình dù sao nha đầu này thích nhất là nói hưu nói vượn một cách nghiêm túc hứa quân giao nhìn biểu cảm ta không dễ lừa vậy đâu của Châu Ca khi bị mình đùa bỡn, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà phi cười. Trên lầu hai của một ngôi nhà nào đó, Phương Nghi nhẹ nhàng giày manh cửa A, nhìn theo ngự giá đã đi xa với vẻ mặt tràn đầy lo lắng, lông mày nhíu chặt lại. Không ngờ rằng quân đội của Đại Tề lại dũng mãnh như vậy, hơn nữa nàng ta cũng không nghĩ đến giữa đường sẽ đánh ra một trình rào kim. Sao, hắn chẳng những giúp thiên hy đế thoát được một kiếp, còn bắt sống người của nàng hiện nay tây địch cúi đầu xưng thần với đại tề khiến cho công việc kinh doanh nhiều năm của các nàng ở tây địch đã hoàn toàn bị phá hủy sao trật Giảo kim là một đại tướng công thần khai quốc nhà đường giỏi võ lắm nha chỉ có một việc đáng được ăn mừng là các nàng không đầu tư quá nhiều nhân lực vào tây địch nên không đến nông nỗi đại thương nguyên khí sau này chỉ cần làm việc cẩn trọng hơn cũng cần phải chú ý đến an toàn của cháu nàng nhiều hơn. Chủ tử, thằng nhóc bên cạnh thiên hy đế chính là người đã cứu hắn, giết chết vương tử Tây Địch và bắt sống dịch đại ca. Một nam tử có thân hình gầy đét đứng sau nàng, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn, ngươi còn mặt mũi mà nói câu đấy hả? Một đống người như thế mà ngay cả một đứa trẻ cũng không đối phó được, ta cần các ngươi có tác dụng gì? Trong mắt Phương Nghi hiện lên sự tàn nhẫn đúng là một đám ăn hại, nếu không phải bây giờ đang là lúc cần người, nàng chắc chắn sẽ. Nàng ta cố gắng áp xuống lửa giận trong lòng. Bây giờ hắn đã lập được đại công, đang là lúc được nhiều người chú ý, các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không xảy ra chuyện gì ai cũng không cứu nổi các ngươi đâu. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ đá gió. Tuy người kia không cam lòng, nhưng vẫn thấp giọng đồng ý. Triều đình đại thắng. Tây địch cúi đầu xưng thần, triều đình và dân chúng trong cung lần ngoài cung đều vui mừng phấn khởi. Trong cung vì chuyện này mà Tiết Yến mừng công, lấy bình phong tinh xảo để ngăn cách chỗ ngồi của nam nữ. Hứa quân giao là thư đồng của ngũ công chúa nên cũng được tới tham dự cùng ngũ công chúa. Chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy thiếu niên anh trăng tướng quân của nàng, thì trong lòng nàng lại dạo dực không thôi. Yến hội vừa mới bắt đầu, Thiên Hy Đế đã luận công chuyến đi chinh phạt phía Tây lần này. Hạ Thiệu Đình có công cứu giá, tiêu diệt địch, bắt sống mật thám, dựa vào ba đại công này mà phong cho hắn làm định viễn tướng quân. Mặc dù các quần thần kinh ngạc vì thấy tuổi hắn còn quá nhỏ, nhưng vì hắn đã lập được công lai nên cũng không dám xen vào nửa lời. Nếu thật sự phải bàn về vấn đề này, thì chỉ một công cứu giá thôi đã đủ ngang bằng với công lao của những người khác định viễn tướng quân đời trước lúc mới bắt đầu đình ca cũng được phong làm định viễn tướng quân hứa quân giao nhếch môi cười đắc ý làn lộ ra hai cái lúm đồng tiền ngũ công chúa thấy thế thì nhanh tay lẹ mắt dí vào luôn tiểu đường đường đang vui cái gì vậy ngũ công chúa cười hỏi không có gì hứa quân giao không tiện nói cho nàng ta biết lý do thật sự ngũ công chúa không để tâm bỗng nhiên che miệng cười, đến gần tai nàng thì thầm. Nghe nói vị định viễn tướng quân này còn chưa đầy 18 tuổi. Tuổi hắn chỉ sấp xỉ với tứ hoàng tỷ, gia bình huyện chủ và trịnh nghiên thôi. Muội đoán xem, liệu các nàng có nhìn chúng hắn không nhỉ? song sau đó sẽ đánh nhau vì hắn. Tiếc là tam hoàng tỷ đã định hồn, nếu không đây sẽ là trận hốn chiến của bốn người, nghĩ thôi đã thấy đặc sắc hứa quân giao cạn lời nhìn chủ nhân chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn của mình đình ca còn lâu mới nhìn chúng các nàng các nàng cũng chẳng xứng với đình ca đâu bên ngoài bình phong thiên hy đế thấy vẻ mặt thờ ơ của thiếu niên hắn làm ngơ trước tất cả những ánh mắt tò mò ngạc nhiên hay tìm tòi đang đổ dồn vào mình hắn chỉ lịch sự gật đầu và nói đa tả với những quần thần đến chúc mừng mình thiên hy đế hết nói nổi lắc đầu nhìn Hạ Thiệu Đình đầy bất lực. Hắn xem như đã nhìn ra, thằng nhóc này thật sự chẳng quan tâm đến thứ gì cả, tưởng chừng như đã đến mức vô dục vô cầu. Nhưng có một điểm rất tốt đó là nếu như hắn đã đồng ý chuyện gì, sẽ dốc hết khả năng của mình để hoàn thành. Ví như hắn đã đồng ý với mình sẽ chăm chỉ nghiên cứu và học tập binh pháp, sau đó hắn thật sự đã tìm về một đống binh pháp cứ dành là lại mang ra nghiên cứu tìm tòi thực sự nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình. Khuôn mặt hờ hứng của Hạ Thiệu Đình cuối cùng cũng lộ vẻ xúc động khi nhìn thấy một gương mặt cơn thua. Trong đám quan văn, Đường Tùng Niên gật đầu mỉm cười nhìn hắn, sau đó chậm rãi giơ ly rượu trong tay lên. Hạ Thiệu Đình luống cuốn cầm ly rượu của mình lên, kính rượu ở xa với đối phương, sau đó uống một hơn cạn sạch. Mấy năm nay ở bên ngoài phiêu bạt, dù vô tình hay cố ý thì tiểu lượng của hắn đã được rèn rũa, nên ngay cả khi uống cạn một ly thì khuôn mặt hắn cũng không hề thay đổi. Đường Tùng Niên không thể không cảm khái sự kỳ diệu của vận mệnh, vì bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày mình sẽ gặp lại thằng bé năm nào trong bữa tiệc ăn mừng của triều đình. Ai có thể ngờ rằng một cậu bé côi cút năm nào cũng có ngày vang danh sau một trận đánh và trở thành định viễn tướng quan của đại tề khi còn chưa đầy 18 tuổi. Người có con mắt tinh đời đều nhìn ra được sự coi trọng của bệ hạ đối với hắn, đứa trẻ này chỉ cần rèn luyện và tích lũy thêm kinh nghiệm thì tiền đồ sau này không thể lường trước được. Sau khi ban thưởng cho những người có công xong, vương của Tây. Địch thay mặt cho Tây địch quốc đến đại tề dâm quốc thư từ nay Tây địch sẽ nhập vào lãnh thổ đại tề chính thức trở thành một phần của Đại Tề. Lúc này, theo tình tiết quen thuộc trong tiểu thuyết, hẳn là sẽ có một vị công chúa Tây Địch tiến lên hiến vũ, một điệu nhiên thành khiến cho người người ở trong lần ngoài điện đều thán phục. Người đẹp dáng đi thuyết tha uyển chuyển, từ vũ đài bước vào trong điện chúc mừng Ngô Hoàng Vạn Tuế, sau đó nàng ta trở thành phi tử được sủng ái trong cung. Ngũ công chúa véo một miếng bánh cho vào miệng, lười biếng nói gần đây nàng đang đắm chìm trong các loại tiểu thuyết và lại trong tiểu thuyết có đầy tình huống như ngày hôm nay nào biết lúc này bên ngoài bình phong thiên y đế vừa nói dứt câu nội điện đang rơi vào khoảng không yên tĩnh thế nên mọi người ai cũng nghe rõ từng câu nàng vừa nói chợt tiếng đàn sáo vang lên trên đài cao bỗng nhiên xuất hiện một nữ tử duyên dáng che lụa mỏng eo nhỏ của nữ tử lắc lư tay ngọc nhẹ dương lên đôi mắt đẹp mê hồn múa theo điệu nhạc nhìn 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 ta không đoán sai nhá ngũ công chúa nắm lấy cổ tay áo hứa quân giao với vẻ kích động hứa quân giao suýt nữa bị sặc nước trà sau đó đưa mắt nhìn về phía nữ tử tây địch đang múa trên đài cao trong giây lát nói không nên lời cho nên đây đều là những thứ mà ông cha ta đã chơi chán rồi sao trong điển quân thần vốn được cho là đang đắm chìm trong điệu múa của người đẹp khuynh thành nay lại không tự chủ được mà đoan chính uống rượu giả vờ như đang nghiêm túc bình phẩm rượu. Tây địch vương ngượng ngùng nói. Nàng ấy không phải con gái ta, nàng ấy không phải con gái ta. Giờ này phút này, Tây địch vương không thể nói được câu, nàng ấy là người đẹp nhất Tây địch của ta, ra khỏi mùm. Cả người thiên hy đế không được tự nhiên, hắn tức giận trừng mắt về phía ngũ công chúa đang ngồi ở cách tấm bình phong. Con bé xấu xa này mỹ cảnh đều bị con bé phá hỏng hết rồi khi tiếng đàn sáo dừng lại mỹ nhân trên đài cao bước đi nhẹ nhàng dáng đi trời sinh tha thướt bước từng bước xuống đài và đi chầm chậm vào trong điện chúng quần thần nghe trong bình phòng truyền ra tiếng nói của tiểu cô nương tuy nàng đã cố ý đè thấp giọng nói nhưng ai nấy đều nghe rõ mồm một những lời nàng nói muội cứ chờ xem bây giờ hẳn là đến tiết mục hiến mỹ rồi nhưng mà cũng có thể là mỹ nhân đã nhìn chúng vị nào trẻ tuổi có triển vọng nào ở đây như đại nhân nè tướng quân nè hoặc là nhìn chúng vị hoàng tử xuất sắc nào đó cho nên nàng nguyện ý gả bất luận làm thê hay thiếp đều không quan trọng nội điện rơi vào khoảng lặng bất tận để lấy lòng thiên hy đế tây địch vương vốn có ý định hiến mỹ nhân đẹp nhất tây địch cho thiên hy đế làm phi hắn vội vàng nháy mắt với mỹ nhân đang bước vào điện ý bảo nàng ta đừng có nói nhiều nhưng khi mỹ nhân Tây Địch vào đến thì đã muộn, nàng ta không nghe thấy những lời ngũ công chúa nói. Thấy Tây Địch Vương nháy mắt với mình thì tưởng rằng hắn bảo mình tiến lên bày tỏ tình yêu với Hoàng đế. Nàng ta cắn cánh môi, nhưng vẫn dựa theo phân phó hướng thiên hy đế hành đại lễ, chúc với giọng êm tai. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên hy đế ngồi ngay ngắn trên ngai vàng, nói miễn lễ. Nhanh nhanh nhanh, mau đến đây, mau đến đây các quần thần lại nghe thấy giọng nói lộ rõ vẻ phân phít của ngũ công chúa. Ai nấy đều ngượng ngùng dơ ly rượu lên để che giấu sự mất tự nhiên của mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía mỹ nhân Tây Địch đang ngơ ngơ ngác ngác. Trong bình phong, hoàng hậu nhìn dáng vẻ kích động của ngũ công chúa với vẻ bất lực, khuôn mặt của các phi tần thì tràn đầy căng thẳng và cảm giác khủng hoảng. Nếu hậu cung thực sự có thêm một vị công chúa Tây Địch thì thật sự không ổn chút nào. Hứa quân dao không nhịn được bật cười, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt đang tràn đầy mong chờ của quân thần bên ngoài. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên khuôn mặt nàng cứng lại, bởi vì mỹ nhân Tây Địch kia đang gọi tên của Hạ Thiệu Đình một cách rõ ràng, rành mạch. Người Tây Địch rất kính trọng dũng sĩ, uy danh của Hạ Tướng Quân làm cho cáp nhã hết sức ngưỡng mộ, vì thế ta bằng lòng gả cho hắn làm thê, kết mối giao hảo giữa hai nước. Nhìn nhìn nhìn, quả nhiên là như vậy. Ta đã nói mà, nàng ta không chọn phụ hoàng, thì cũng sẽ chọn các vị đại nhân nè, tướng quân nè, hoặc là một trong các hoàng tử, quả nhiên là như thế. Ngũ công chúa vô cùng đắc ý nhớ mày với hứa quân giao, khuôn mặt tỏ vẻ, mau khen ta đi, mau khen ta đi. Bây giờ, mỹ nhân Tây Địch đã nghe thấy lời ngũ công chúa nói, cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, trả trách lúc này khi nàng tiến vào luôn cảm thấy có gì đó bất thường chỉ tiếc là bây giờ nàng đã cưỡi trên lưng cọp, nên chỉ có thể kiên trì đến cùng. Mỹ nhân tiếp tục nhìn khuôn mặt vô cảm của Hạ Thiệu Đình với ánh mắt chan chứa tình cảm, chỉ mong vì hạ tướng quân này sẽ động lòng thương hương tiếc ngọc để nàng có thể bước xuống đài. Không nghĩ tới ngay sau đó nàng lại nghe thấy một giọng nói của một tiểu cô nương khác truyền đến. Nhưng mà muội không hiểu ý, Tây Địch đã xưng thần với đại tề thì quý nữ hoàng tộc của Tây Địch cũng là thần nữ. Vậy thần nữ có thể giống công chúa chọn phò mã sao? Nàng có thể lựa chọn đại thần trong triều và con cháu hoàng thất, muốn gả cho ai thì gả sao? Ngũ công chúa nhìn Hứa Quân Dao vừa lắc đầu vừa khoát tay. "Ây da, ta đâu có chọn các vị đại thần trong triều, muội chớ có đổ oan cho ta." Mặc dù đoạn đối thoại của hai người đã cố gắng đè thấp giọng, nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, sắc mặt Tây Địch Vương biến sắc lại thấy các quần thần đều đang đăm chiêu suy nghĩ lòng hắn chợt căng lên trợn mắt nhìn khuôn mặt cũng đang biến sắc của cắp nhã với vẻ dữ tợn sau đó hắn vội vàng quỳ xuống bắt đầu giảng hòa lảng tránh chuyện hòa thân khi nãy thiên hy đế cũng vui vẻ giả bộ không hiểu gì cả mỉm cười động viên hắn vài câu sau đó thiên hy đế lại liếc nhìn hạ thiệu đình từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn không thay đổi với vẻ bất lực e rằng thằng nhóc này chẳng hề quan tâm đến việc hôn sự của bản thân. Nếu như tĩnh an và thư đồng của con bé không nói chen vào thì hắn sẽ chỉ thể hiện A à một chút trần trừ, sợ rằng hắn sẽ tưởng thật mà đồng ý ngay. Sau khi một màn hiến mỹ lúng túng đến tột cùng qua đi, kế tiếp quần thần lại cùng nhau vui vẻ, nội điện ăn uống linh đình, nói cười không ngớt. Hứa quân giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, quả đúng là 10 năm như một ngày khiến người ta yêu cũng không phải, mà ghét cũng chẳng xong. Tĩnh an, muội nếm thử cái này đi, mùi vị không tệ lắm, bình thường mẫu phi thích ăn cái này nhất đấy. Trịnh Quý Phi gấp thức ăn cho ngũ công chúa với vẻ mặt từ ái. Mẫu Phi múc bát canh cho con nhé, nước canh này rất tốt với nữ tử đấy, tiểu cô nương đừng uống nhiều rượu quá, không tốt cho cơ thể đâu. Diêu Phi cười chân thành, chủ động múc canh cho ngũ công chúa những phi tần khác đều khốc cam lòng kém cảnh, ai nấy đều trưng ra vẻ mặt từ ái tận tâm can. Ngũ công chúa thấy các phi tần người nào người nấy đều biến thân thành người mẹ hiền từ, bày tỏ thiện ý lớn nhất từ trước đến với mình thì vò đầu bứt tay cảm thấy khó hiểu. Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Hoàng hậu thấy thế giờ khóc giờ cười. Hạ thiệu đình không hề từ chối các đại thần đến kính rượu với mình, nhưng khi Đỗ Thành Trung cầm ly rượu đến trước mặt hắn và mỉm cười nói chúc mừng thì mí mắt hắn khẽ run, nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra hờ hững nâng chén rượu uống cạn. Đa tạ Đỗ Tướng Quân Sau khi uống cạn ly rượu, Đỗ Thành Trung có chút nghi ngờ, hỏi. Bản tướng nhìn Hạ Tướng Quân dường như có chút quen thuộc, không biết có phải chúng ta đã gặp nhau trước đấy không? Hạ Thiệu Đình nâng mắt nhít lướt qua hắn, thản nhiên nói, có lẽ đã từng gặp bản tướng cũng không nhớ rõ lắm. Hắn đột nhiên cảm thấy trong điện có chút ngột ngạt, đứng dậy xin phép một tiếng rồi yên lặng ra ngoài điện hít thở không khí trong lành. Gió lạnh thổi qua, khiến người vẫn luôn tự nhận tử lượng không tệ như hắn đột nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Thấy phía trước cách đó không xa có đỉnh hóng gió, hạ thiêu đình đành đi qua đó ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau một lát, hắn phát hiện có người tiến vào thì cau mày không vui, khi hắn chậm rãi mở mắt ra thì thấy đối diện với mình là một gương mặt tươi đẹp đang mỉm cười. "Đình ca." Hắn thấy chủ nhân của khuôn tươi cười đang gọi tên mình với âm thanh trong trẻo thì nhất thời có chút mông lung. Khuôn mặt này dường như đã gặp ở đâu đó. Hứa Quân Dao thấy bộ dạng đã ngà ngà say của hắn thì nhỏ giọng nói: "Đình ca, huynh say rồi sao?" Vừa nhìn đã thấy là say chắc rồi lúc nãy ta thấy có nhiều người kính rượu vơ ý hắn lắm tiểu đường giường muội quen hắn hả ngũ công chúa hỏi hứa quân giao thuận miệng trả lời quen chứ quen chứ muội quen huynh ấy trước khi quen tỷ cơ hạ thiệu đình chớp đôi mắt mịt mờ cố gắng lục lọi trong trí nhớ đã trở nên trì trện của mình cuối cùng dương lên một nụ cười đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay bảo nha Hứa quân dao vừa nghe đã vui mừng, nụ cười trên mặt càng thêm tươi tắn hơn. Nàng biết là huynh ấy nhất định sẽ nhớ rõ mình mà. Ờ, say tới mức này rồi mà vẫn nhớ rõ muội. Quả thật không tầm thường. Ngũ công chúa sửng sốt. Đó là lẽ dĩ nhịn, bọn muội đã biết nhau từ khi còn bé rồi. Hứa quân giao đắc ý, nói tiếp. Tỷ sai người đi bưng một bát canh giải rượu qua đây, chỉ sợ lát nữa huynh ấy vẫn phải vào điện. Ngũ công chúa ngó nghiêng xung quanh, vẫy tay gọi một thị nữ cách đó không xa. Sau khi người đến thì phân phó hắn đi bưng một bát canh giải rượu đến. Khi nàng quay đầu lại thì nghe thấy tiểu thư đồng đang dụ dỗ tiểu tướng quân đang say khướt nói theo mình. Quân giao là một tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết, mau nói mau nói. Ngũ công chúa. Cái khuôn mặt này sắp dày băng minh rồi hạ tướng quân đang giả say. Ngôn vũ vui vẻ vẫy khăn cổ đồng. Mau nói mau nói, nói mau nói mau. năm 50, con quỷ không thể dạy bảo. Khi biết thiếu niên ánh trăng vẫn còn nhớ rõ mình sau nhiều năm xa cách, hứa quân giao vui đến mức suýt nhảy cẫng lên. Nhìn bộ dạng ngà ngà say của đối phương, đôi mắt nàng đào một cái, đến gần người hắn cười khanh khách hỏi. Lúc bé bảo nha có đáng yêu không? Mau nói đáng yêu đi đáng yêu chết mất ý chứ, hồi bé giao giao đáng yêu nhất." Ngôn Vũ vui vẻ nói. Dù trong đầu Hạ Thiệu Đình lúc này giống như nhét đầy hồ rán, nhưng nghe nàng nói vậy thì vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Mặc dù lúc còn bé nàng ấy thảo mai thật, đến cả ca ca cũng hãm hại, nhưng có lúc nhìn trông cũng rất ngoan ngoãn đáng yêu, khiến người ta không nhịn được mà đối xử tốt với nàng. Nghĩ đến đây, hắn nấc cụt một cái, gật đầu rồi thành thật trả lời. Đáng yêu. Mặt này của hứa quân dao cong lên, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nàng hơi nhấc váy lên sau đó xoay một vòng. Xoay xong, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp vài cái, tràn đầy mong chờ hỏi tiếp. Thế bây giờ muội có đẹp không? Mau nói đẹp đi. Đẹp chứ đẹp chứ, đẹp ngất ngây luôn. Chuyên gia tầng bốc ngôn vũ giơ tay nói to hạ thiệu đình cố gắng mở đôi mắt có chút mờ mịt của mình nhìn tiểu cô nương trước mặt đã lớn lên duyên dáng yêu kiều khuôn mặt trắng nõn mềm mại của tiểu cô nương mặc dù vẫn có cảm giác mũm mĩm nhưng đã không còn mập mạp giống như hồi bé nữa hấp dẫn nhất chính là đôi mắt long lanh xinh đẹp trên khuôn mặt nó đen nhánh sáng ngời khi nàng chớp mắt giống hệt như tiểu nha đầu thảo mai năm đó hắn khẽ thở dài Tiểu nha đầu thật sự đã trưởng thành rồi, chẳng qua tính tình vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Lúc nãy ở nội điện tiếng nói truyền ra từ trong bình phong có lẽ là của hai vị trước mặt này. Mau nói, mau nói. Mau nói đẹp đi. Hứa Quân Dao thấy hắn chỉ nhìn mình mà không trả lời, nhịn không nổi đến gần thúc dục hắn. Nói mau nói mau. Ngôn Vũ như cái đuôi cũng nhảy theo tiểu hạ tướng quân thành thực cuối cùng cũng chậm chạp gật đầu, nói ra đáp án mà nàng mong đợi. Đẹp. Lời nói vừa thốt ra, nụ cười của người trước mặt càng thêm sáng lạn. Hứa quân giao cực kỳ mãn nguyện, lúng đồng tiền bên má chưa từng biến mất. Huynh lại nói theo muội. Nói cái gì? Hạ thiệu đình lại nấp cụt cây nữa, hắn cảm thấy đầu óc có chút mê man, nghe thấy lời nàng nói thì thuận miệng hỏi. Quân Giao là một tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết, mau nói, mau nói. Hạ Thiệu Đình Trong một khoảnh khắc nào đó hắn thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải nghe nhầm rồi không? Nhưng khi hắn thấy biểu cảm bất lực trên mặt ngũ công chúa cách đó không xa thì không thể không thừa nhận. Nhiều năm không gặp, con bé Thảo Mai năm nào đã trưởng thành thật rồi, đến cả da mặt cũng trở nên dày hơn. Quân Giao là một tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết, nói nhanh nói nhanh, nói đi mà, nói đi mà. Hứa quân giao kiên trì thôi thúc. Ngôn vũ ở bên cạnh cũng lớn tiếng ẩm ý. Đúng đấy, đúng đấy. Mau nói đi, nói đi, giao giao là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nết. Ngũ công chúa bịt miệng cười một trận, nhưng cũng khá tinh tế cũng không hề tiến lên quấy dây. Có lẽ Hạ Hiệu Đình đã thật sự hơi say nên đầu óc có chút trì trệ Hắn nhìn tiểu cô nương đang chớp chớp đôi mắt long lanh đợi hắn nói ra câu đó. Hạ tiểu đình cảm thấy mắt mình hơi mờ mịt. Sau một lát, hắn ngơ ngác nhìn đôi mắt càng ngày càng sáng rực trước mặt, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà bất giác đọc theo. Quân giao là tiểu tiên nữ đẹp người đẹp nếp. Đúng đúng đúng, chính là như vậy, chính là như vậy không sai vào đâu được. Tiểu tiên nữ vui đến nỗi mặt mày cong cong, cả người lâm lâm trong sung sướng nàng ôm mặt chỉ hận không thể hét lên. Thiếu niên ánh trăng khen bản cung thiếu niên ánh trăng khoe bản cung rồi, vui quá là vui. Ngôn vũ học theo động tác ôm má của nàng, lấy lòng nói. Tiểu tiên nữ, tiểu tiên nữ, giao giao là tiểu tiên nữ vừa đẹp người vừa đẹp nếp. Ngũ công chúa cũng không ngờ rằng tiểu thư đồng lại thực sự có thể dụ dỗ được vị tiểu hạ tướng quân rất khó thân cận này. Làm cho hắn nói ra những lời không có da mặt như thế, nàng ta cũng không nhịn được mà phì cười. Ha 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 ha, tiểu đường đường, đồ mặt dày, da mặt của mũi quả thực, quả thực quá dày, quá dày luôn đó. Còn lâu đi, da mặt của dao dao chẳng dày chút nào cả, chẳng dày tẹo nào. Hai tay ngôn vũ chống eo, tức đến nỗi thở phì phò, chừng mắt lên phản bác nàng ta. Hứa quân dao chẳng thèm quan tâm nàng ta cười cợt thế nào, bây giờ trong lòng đang vui sướng đến nỗi rủi bọt. Người hiểu cái gì chứ? Thiếu niên tướng quân tính tình nhạt nhẽo, đã thế còn thích lẻ loi một mình, rất ít tán ngẫu với người khác chứ đừng nói là muốn hắn khen người. Đời này nàng có thể dụ dỗ hắn nói ra những lời êm tai như vậy đã là quá hời rồi. Sau khi Hạ Thiệu Đình nói xong câu đó thì phục hồi lại tinh thần, hắn nghe thấy tiếng cười vô cùng xuồng xã của ngũ công chúa thì càng thêm ngượng ngùng, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt đang vui mừng hớn hở thì hắn lại cảm thấy dường như nói ra câu dỗ nàng vui vẻ cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng ngay sau đó, hắn ngẩn người nhìn hứa quân dao đang ôm mặt mừng rõ, trong lòng thầm nhớ đến tiểu cô nương hôm đó ôm mặt hét lớn lúc hắn vào thành, hình ảnh hai vị cô nương dần dần khớp vào nhau, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui mừng. Hóa ra muội ấy đã nhận ra mình từ lâu, hơn nữa còn tràn đầy vui mừng chào đón hắn trở về. Ngũ công chúa cười một hồi thì nhìn thấy nội thị đã bưng bát canh giải rượu đến. Nàng ta xoa cái bụng đã cười đến phát đau, giả bộ ho một tiếng để nhắc nhở người nào đó sắp bay lên trời. Tiểu đường đường, canh tỉnh rượu đến rồi, mau để hắn uống đi, tí nữa phủ hoàng đỡ phải sai người đi tìm hắn. Đôi mắt hứa quân dao trong vắt như là nước, hơi né ra để nội thị hầu hạ thiệu đình uống canh giải rượu. Đình ca, huynh tỉnh rượu chưa? Nàng cười tít mắt, lại gần hỏi. Nếu còn chưa tỉnh thì lại khen bản cung vài câu đi. Dường như đoán được ý nàng, hạ tướng quân không dám giả vờ say nữa, hắn vội vàng trả lời. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, thật sự tỉnh rồi. Ồ, ờ. Hứa Quân giao có chút tiếc nuối. Vào thời của Thái Tông hoàng đế canh giải rượu mà Ngự Thiện phòng làm có tác dụng nhanh như vậy sao? Tốt như vậy à. Nhưng tiếc là chẳng đúng nơi đúng chốn gì cả, biết thế này nàng đã dụ dỗ hắn nói thêm vài câu khen ngợi nữa rồi mới cho hắn uống canh giải rượu. Nhưng nàng đã nhanh chóng giấu đi vẻ tiếc nuối của mình, ánh mắt sáng lên nhìn hắn, rứt khoát nói: Đình ca làm tướng quân rồi hả? Sao huynh đình quá vậy? Nếu thím và phương tỷ biết nhất định sẽ vui lắm đây. Hạ thiệu đình hít thở không thông, đoạn thu lại nụ cười nhợt nhạt trên môi rồi thấp giọng nói. Cô đã qua đời mấy năm trước, tỷ tỷ cũng gả chồng rồi. Mặc dù hứa quân giao đã phần nào đoán ra bên cạnh hắn không còn người thân, nhưng khi thấy hắn chính miệng xác thực, nàng vẫn có chút não lòng. Quả nhiên, trên đời này không có thành công nào dễ dàng có được, phía sau ánh hào quang và vinh hiển không biết đã cất giấu bao nhiêu đau xót và bất lực. Nhưng mà, cũng may hắn đã cố gắng vượt qua tất cả. Chỉ cần sau này chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để bị bệnh tật quấn thân thì đời này nhất định sẽ hoàn thành được những điều mà kiếp trước hối tiếc. Được rồi, được rồi. Tiểu Đường Đường, chúng ta cũng nên quay về thôi nếu không mẫu hậu sẽ phái người đi tìm chúng ta đấy. mũ công chúa thấy hai người đã nói chuyện đã lâu, có chút nôn nóng rồi kéo nàng rời đi. ôi chao đừng kéo muội đi nhanh như vậy, muội còn muốn nói chuyện với huynh ấy mà. khó khăn lắm mới được gặp mặt, còn chưa nói được mấy câu mà tỷ đã kéo người ta đi rồi. tiếng phản nàn của tiểu cô nương từ phía xa truyền lại. có cái gì mà nói lắm thế, hắn cũng đâu có chạy mất mà kể cả có chạy hòa thượng chạy rồi chẳng phải vẫn còn chùa hay sao cùng lắm thì ta giúp muội bắt hắn về là giọng nói tràn đầy bất mãn của ngũ công chúa nói hay lắm chỉ sợ mười người như tỷ cũng không bắt được huynh ấy sợ cái gì kể cả có phải trói thì ta cũng sẽ giúp muội trói hắn về khi giọng nói mềm mại trong trèo chỉ thuộc về tiểu cô nương xa dần sự khó hiểu trong mắt hà thiệu đình cũng dần dần biến mất khóe môi hắn không biết đã cong lên từ lúc nào. Lúc nãy ở trong điện gặp được đường đại nhân, bây giờ còn gặp được cả nha đầu bảo nha xấu xa, nhưng không biết đường phu nhân và đình ca còn nhớ rõ mình không, nếu như hắn đến nhà thăm hỏi không biết bọn họ có cảm thấy đường đột không. Hắn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Nhưng bây giờ hắn vẫn chưa có nhà của mình ở Kinh Thành, đợi sau khi bệ hạ ban thường nhà ở hắn chọn ngày đến nhà thăm hỏi có phải sẽ thích hợp hơn không? thiên hy đế biết hắn không thân không thích. Nhưng đường đường là định viễn tướng quân của triều đình, nếu ngay cả phủ đệ của mình cũng không có, quả thực không ra sao cả, cho nên đã chọn mấy cái phủ đệ trong kinh thành cho hắn từ trước, muốn để hắn tự mình lựa chọn. Hứa quân giao hài lòng thỏa giả bị ngũ công chúa kéo đi, chợt bên đường xuất hiện bóng dáng của gia bình huyện chủ, nhìn sang thì bắt gặp vẻ mặt khinh thường của nàng ta. Ánh mắt nàng lạnh đi, đúng rồi xém nữa quên khuấy mất người này còn thiếu a vũ một khoản nợ a vũ ngươi còn nhớ lần trước bị kẹt trong bùn ướt không nàng ở trong lòng hỏi ngôn vũ lập tức sợ run cả người nỗi đau và nỗi sợ hãi khi bị mắc kẹt trong bùn ướt ngày hôm đó lại tràn về nàng ta không khỏi ôm lấy cánh tay của hứa quân dạo và cọ sát một cách vô thức nhớ chứ nhớ chứ dọa người lắm luôn nàng ta thì thao trả lời thấy gia bình huyện chủ không nếu không phải nàng ta ném khóa trường mệnh xuống ao thì ngươi đã không phải trải qua chuyện đáng sợ như thế a à, vũ tiểu nữ tử có thù tất báo như thế mới không bị người khác dễ dàng ức hiếp nàng chỉ bảo phải phải báo thù á nhưng mà nhưng mà ta không biết báo thế nào phải làm thế nào mới có thể báo thù khuôn mặt môn vũ trở nên mông lung mù mờ Cách dễ nhất là lấy gậy ông đập lưng ông. Cách này chỉ để cảnh cáo. Cách khác cao cấp hơn là hoàn trả gấp bội. Cách này ghê gớm hơn. Nó khiến cho nàng ta phải kiên kỵ ngươi. Sau này không dám tùy tiện mạo phạm. Cách tàn nhẫn nhất là loại bỏ bằng mọi giá để diệt trừ hậu hoạn về sau. Cách này khiến cho nàng ta ngay ca cơ hội hối hận cũng không có. Hứa quân dao ở trong lòng chậm rãi chỉ bảo con quỷ mốc nghếch nhưng ngoài mặt vẫn nhoèn nụ cười ngọt ngào cùng ngủ công chúa nói về cuốn tiểu thuyết mới xem, chốc chốc lại nói mấy câu tâng bốc lấy lệ, hóa ra là thế, đỉnh ghê. Ngôn vũ bị giọng nói lạnh lẽo của nàng dọa sợ, lại nhịn không được run lẩy bẩy cả người, không ngừng cọ lên người nàng. Được rồi, yên tâm đi. Ta đợi tin tức tốt của ngươi, hứa quân giao nhoẻn miệng cười thật đẹp, trong lòng lại dục con quỷ ngốc. Ngôn vũ nghĩ một hồi, cảm thấy giao giao lợi hại như vậy, mình cũng chẳng cần phải sợ gì cả mới đúng, vì thế nàng ta chớp đôi mắt sáng rực, gật đầu thật mạnh. Giao giao, ngươi đợi ta. Hứa quân giao cười khẽ, trong lòng không khỏi có chút mong chờ. Nàng phải nhìn xem con quỷ ngốc nghếch này làm thế nào để báo thù. Ngôn vũ dựa vào khí thế, không thể để cho giao giao thất vọng, bay về phía gia bình huyện chủ nhưng khí thế ấy chỉ duy trì được cho đến khi nàng chỉ cách nàng ta một bước chân. nàng ta lung túng đi theo sau gia bình huyện chủ, khuôn mặt nhăn nhó vì khổ não, lẩm bẩm. làm thế nào để báo thù đây? làm thế nào để báo thù đây? gia bình huyện chủ chợt thấy lành lành, buồn bực đỏ mắt nhìn bốn phía nhưng không thấy cơn gió nào thổi qua. ngôn vũ chợt nhạy bén nhìn ra nàng đến gần người gia bình huyện chủ rồi thở một hơi vào cổ nàng ta, thấy huyện chủ bất giác rụt cổ vào môn vũ hài lòng che miệng cười trộm hí 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 hí. Cười xong một trận, nàng lại thổi tiếp, hai má phồng to thổi thật mạnh, phù, phù, phù. Mấy cái, gia bình huyện chủ cổ càng rụt vào nhiều hơn, tay siết chặt lấy cổ áo, vì nghi hoặc mà phát bực hỏi cung nữ bên cạnh. Người có cảm thấy hơi lạnh không? cái cảm giác lạnh lạnh sau lưng ấy thấy gương mặt khó hiểu của công nữ nàng ta đã hiểu đáp án của đối phương lông mày cau lại tiếp tục siết chặt cổ áo hơn nàng ta thấy có chút kỳ quái tại sao người mình không có chỗ nào thấy lạnh mà cổ lại lạnh đến nỗi sờn cả gai ốc nhỉ trong khoảng thời gian ấy môn vũ vẫn tiếp tục thổi cật lực vào cổ nàng ta thấy cổ nàng ta không ngừng nổi da gà thì vui mừng đến nỗi bịt miệng cười ha ha thôi vậy, quay về thôi. Gia Bình huyện chủ vốn cảm thấy khó chịu trong bụng sau khi uống vài ly rượu, nên nàng mới ra ngoài đi dạo để giải sầu. Ai dè bây giờ lại thấy sợ hãi trong lòng, cho nên không dám đi tiếp nữa. Cùng nữ đương nhiên như nào cũng được. Nhưng cho dù nàng đi tới đâu, cảm giác mát lạnh trên cổ chưa từng biến mất, cứ từng cơn từng cơn, khiến cho nàng không ngừng run dày. Lúc này, hứa quân giao cũng nhìn thấy ngôn vũ đang đi theo sau gia bình huyện chủ một bước không rời, vừa đi và không ngừng thổi khí vào cổ của đối phương. Thấy vậy, nàng suýt nữa bị sặc nước, vội vàng lấy che miệng để giấu đi biểu cảm của mình. Ngay sau đó, nàng nhìn thấy ngôn vũ đang dùng sức xoa hai má, vừa nhìn hứa quân giao đã biết nàng ta đã dùng sức quá mức nên hai má không chịu nổi. Nàng chừng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép với con quỷ ngốc nghếch kia vừa định xoa chán thở dài nhưng lại cảm thấy tức cười môn vũ xoa hai má một lát sau khi suy nghĩ xong thì hai mắt sáng lên nàng ta tự cảm thấy mình khá thông minh mà lấy chiếc khăn ra lấy khăn làm quạt và bắt đầu quạt gió vào cổ gia bình huyện chủ cảm giác lành lạnh trên cổ đột nhiên biến mất gia bình huyện chủ đang thở phào một hơi định quay người lại đi nói chuyện với tam công chúa thì bỗng nhiên lại cảm nhận được từng làn gió lành lạnh xuất hiện trên cổ mình loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn cả khi nãy khiến nàng ta lập tức run cầm cập tam công chúa thấy thế nhíu mày hỏi người sao thế chắc là bị khuôn mặt lạnh lùng của tam hoàng tỷ dọa sợ rồi tứ công chúa lấy khăn che miệng cười không phải đâu chỉ là bỗng nhiên cảm thấy lạnh thôi chắc do lúc nãy ra ngoài hứng gió nên bây giờ cơ thể hơi khó chịu gia bình huyện chủ cười gượng Tam công chúa nhìn sắc mặt tái nhợt của gia bình huyện chủ nên cũng tin lý do thoái thác của nàng ta. Nhưng tứ công chúa thì khác, nàng ta lập tức cảm thấy kỳ quái. Ôi chao, nếu bị ốm thì mau quay về mời đại phu đến khám đi. Lúc này đông này, ngộ nhỡ lây cho người khác thì phải làm sao? Mẫu hầu và các phi tần còn đang ở đây đấy. Vẻ mặt của gia bình huyện chủ càng thêm khó coi, nhưng nàng ta vẫn cố chịu đựng sự khó chịu nhỏ giọng nói. Đa tà tứ công chúa nhắc nhở. Tứ công chúa lấy khăn che miệng một cách ghét bỏ, như thể nàng ta giống như một thứ gì đó bẩn thỉu vậy. Gia Bình huyện chủ vô cùng tức giận, nhưng trước mặt đối phương nàng không thể để lộ ra cảm xúc thật của mình, nàng ta nuốt tức giận vào trong lòng, nói một câu cáo biệt và hành lễ rồi mới rời đi. Tứ hoàng muội, muội không thấy mình hơi quá đáng rồi sao? Gia Bình là thư đồng của ta, lại đường đường là huyện chủ. Nàng ấy không phải cung nữ bên cạnh muội, càng không phải là người mà muội có thể tùy tiện gian dạy. Tam công chúa xa sầm mặt mày, tức giận nói. Muội làm thế đều vì muốn tốt cho mọi người. Gần đây Tam hoàng tỷ bận chuyện chuẩn bị hôn sự, khó tránh khỏi sơ sẩy, ngũ muội muội còn phải tận hiếu với mẫu hậu, có lẽ chẳng mấy khi thân thiết với hoàng tỷ như tỷ, muội làm muội muội nên đương nhiên phải quan tâm đến tỷ hơn. Tứ công chúa thản nhiên trả lời. Tam công chúa cười lạnh, nhưng cũng không nói thêm gì với nàng ta. Dù sao thì chẳng mấy chốc nàng sẽ xuất giá và rời khỏi hoàng cung. Khi nàng có phủ công chúa của mình rồi, nàng không cần phải đối mặt với những gương mặt đáng ghét này nữa. Gia bình huyện chủ rời đi, Môn Vũ cũng không bám theo nàng ta nữa. Nàng ta vui mừng phấn khởi bay về bên cạnh Hứa Quân Giao, đôi mắt chớp chớp và nói với giọng hả hê: "Thấy thế nào? Thấy thế nào? Ta phục thù đến nỗi nàng ta không dám ở lại đây nữa. Người thấy ta đỉnh không?" Hứa Quân Giao hết nói nổi, nhìn mặt nàng ta chỉ thiếu viết lên ba chữ. Mau khen ta, nàng ở trong lòng miễn cưỡng nói: "Đúng đúng đúng, A à, Vũ thật đỉnh." A à, Vũ giỏi không ai bằng, ngươi chỉ thổi mấy cái đã có thể thổi bay nàng ta đi. Đúng là đồ trẻ con, không, con quỷ hết cách dậy. Con quỷ ngốc nghếch không thể nghe ra lời nói bỡn cợt trong lời của nàng, nàng ta vui đến nỗi che miệng cười trộm một trận. Giao giao đang khen ta nè, giao giao đang khen ta nè, thật tốt. Hứa quân giao thấy thế thì buồn cười. Đúng là con quỷ ấu chỉ ngay cả thủ đoạn để báo thù cũng âu chỉ. Đồ đần này đơn thuần như một trang giấy trắng, không biết ai tàn nhẫn đến mức chôn sống nàng ấy. Nghĩ đến nỗi sợ bùn ướt của môn vũ, nàng không khỏi ớ thầm suy đoán. Nói đến Đỗ Thành Trung, trong suốt buổi yến tiệc hắn luôn không nhịn được mà đưa ánh mắt về phía Hạ Thiệu Đình, càng nhìn gương mặt này càng cảm thấy quen thuộc, chỉ là nghĩ tơi nghĩ lui đều không thể nhớ nổi đã gặp hắn ở đâu cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ khiến cho hắn ngay cả xuất cung quay về phủ đều ở trong trạng thái ngẩn ngơ. Phụ thân Hắn vừa ra khỏi cửa cung, thì thấy ngay kế tứ phùng duy lượng đi đến. Sao con đến đây? Hắn dây thái dương và hỏi. Nương lo người uống nhiều nên sai con đến đón người à? Phùng duy lượng người thấy mùi rượu trên người hắn nên biết hôm nay hắn đã uống rất nhiều bèn vội vàng đỡ một bên tay hắn hóa ra là nhi tử hiếu thuận đích thân tới đón đỗ tướng quân có phúc quá sau yến tiệc có võ tướng nhìn thấy phùng duy lượng đích thân tới đón nghĩa phụ thì nhìn không được trêu ghẹo một câu đỗ thành trung khách khí nói lại vài câu khuôn mặt tràn đầy vẻ hài lòng ánh mắt mắt nhìn nghĩa tử cũng bất giác dịu dàng hơn nhưng hệ nghĩ đến điểm tốt của thằng bé là hắn lại nhớ tới việc trên người thằng bé không chảy dòng máu của nhà họ đỗ bọn hắn cũng vì thế mà hắn lại càng thêm phiền muộn. Sau đó, một giọng nói có phần không đồng ý vang lên ở phía xa. Hiếu thảo thì có ích gì? Cũng có phải con của mình đâu, vinh quang phú quý mà hơn nửa cuộc đời vất vả, liều cả mạng sống mới làm ra được, sau khi chết thì người khác được hời. Cần gì phải tự làm khổ mình như thế? Nói cũng có lý đấy, ngươi lớn đến từng này mà không chịu đổi họ, có thể thấy được hắn hoàn toàn chẳng quan tâm nghĩa phụ biết đâu lại là kẻ vong ân bội nghĩa tuy hai người này nói chuyện đã cố tình đè thấp giọng nói nhưng đỗ thành trung rất thính cho dù chỉ nghe được đứt quãng nhưng vẫn nghe hiểu ý ý tứ của bọn họ ánh mắt hắn lập tức tối sầm lại môi mỏng không biết đã mím chặt từ lúc nào phùng duy lượng phùng cái họ này ngày nào cũng đang nhắc nhở hắn bất kể hắn đối xử tối với mẹ con vân thị như thế nào nhưng đứa con này của vân thị cũng không phải của mình thậm chí nàng ấy còn không chịu để đứa trẻ mang họ của mình điều này có nghĩa là từ đầu đến cuối nàng vẫn nhớ về chồng cũ hắn càng nghĩ càng cảm thấy sự thật là như vậy song hắn hoàn toàn quên mất khi vân thị gả vào phủ trấn viễn tướng quân cũng đã từng chủ động nhắc đến chuyện này khi đó nàng ấy đã ngỏ lời muốn nhi tử đổi theo họ hắn nhưng vì thể hiện sự rộng lượng và bao dung của mình nên hắn đã từ chối dần già vân thị cho rằng hắn không để ý thêm nữa phùng duy lượng cũng là huyết mạch duy nhất của phùng thị lúc đó nàng nghĩ chỉ cần sau này nàng lại sinh cho đỗ thị một nhi tử cùng huyết thống để kế thừa hương hòa là được nhưng lại không ngờ tới hai người ở bên nhau hơn nửa đời người mà vẫn chỉ sinh được một đứa con gái phùng duy lượng cũng không tốt hơn là bao tuy hắn không nghe thấy lời nói của hai người kia nhưng khi hắn đang định diều nghĩa phụ lên nguyễn kiều ánh mắt lợ đãng nhìn qua con người đột nhiên hơi co lại cả người cứng đờ ô khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc đỗ thành trung phát hiện ra sự bất thường của nghĩa tử bèn nhìn theo tầm mắt của hắn cách đó không xa chính là hạ thiệu đình đang nói chuyện với đường tùng niên hắn lờ mờ nghĩ đến điều gì đó hỏi di lượng con quen vị tiểu hạ tướng quân kia ư hạ tướng quân chẳng lẽ hắn chính là vị tiểu tướng quân mà thời gian gần đây được bàn tán rồi nổi sao? Sắc mặt của Phùng Duy Lượng càng trở nên khó coi, sau khi nghe nghĩ phụ hỏi mình mới dần dần ổn định trở lại, thấp giọng trả lời. Phụ thân còn nhớ thằng bé đã từng nói năng lỗ máng với người ở Hà An phủ năm đó không? Chính là vì vài năm trước còn từng xảy ra xô sát với con. Đỗ Thành Trung kinh ngạc khẽ nhếch mối. Hóa ra là hắn chả trách ta thấy mặt hắn quen mặt như thế, hóa ra đã từng có duyên gặp mặt. Ngay sau đó, hắn tán thưởng nói. Năm đó ta đã cảm thấy trên người tên tiểu tử này có sự hung ác tàn nhẫn thuộc về võ tướng, đúng như dự đoán, hiện giờ hắn đi theo bệ hạ trong chuyến xuất trinh đến Tây Địch, quả thực đã lập được công trạng. Phùng Duy Lượng cảm thấy lòng mình vô cùng khó chịu, hắn miễn cưỡng kéo căng nụ cười không mấy đẹp đẽ của mình sau đó nhanh chóng liếc qua hạ thiệu đình đang bị triều thần vây quay nói chuyện, trong mắt tràn đầy đố kỵ Hứa quân dao ngồi trong xe ngựa trở về phủ, nàng lén lút vén màn xe để lộ một khe hở, nhìn qua khe hở nàng thấy hạ thiệu đình đang nói chuyện với đường tùng niên, thực sự càng nhìn trong lòng nàng càng thấy vui, nhịn không được che miệng cười trôm. Thật tốt, đời này nàng và tướng quân thiếu niên quen nhau, Nàng chẳng những không cần trốn ở trong góc khuất lén nhìn hắn, mà còn có thể quang minh chính đại cùng hắn nói chuyện, nhân lúc hắn say rượu, mất ý thức dụ dỗ hắn khen mình. Hạ Thiệu Đình nhạy bén bắt được ánh mắt đang nhìn trộm mình của người ở trong xe ngựa, hắn cũng biết rõ người ngồi trong đấy là ai. Hạ Thiệu Đình không biết tại sao mình lại nhớ đến những câu mà tiểu cô nương không chút e dè dụ dỗ mình nói. Nghĩ đến hắn lại muốn cười nhưng vẫn nhanh chóng kìm lại. Đường Tùng Niên cũng phát hiện ra hành động của nữ nhi, tiểu cô nương nhà hắn từ xưa đến nay đều là kiểu không tim không phổi, và lại vì tuổi con bé còn nhỏ nên hắn cũng không nghĩ nhiều mà chỉ phong ánh mắt tức giận về phía khe hờ. Khi hai cha con về đến phủ, họ phát hiện ra hôm nay trong phủ náo nhiệt lạ thường, vừa hỏi mới biết lâm thị của nhị phòng đưa miễn ca đến, còn có cả nhà tiền thị, mợ của đường Bách Niên bên đại phòng cũng vào kinh. Tới khi cả nhà tiền thị đến, đường tùng niên nhíu mày nhưng cũng chẳng nói gì cả. Hứa quân giao chưa bao giờ đặt bọn họ vào trong mắt, cho nên nàng cũng chẳng hề quan tâm, chỉ có thằng nhóc quái đản miễn ca là người để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng. Đã nhiều năm trôi qua, cũng không biết tính tình thằng nhóc kia có còn kỳ quái như năm đó không? Nàng thầm nghĩ, chương 51, bứt rứt trong lòng. Đây là nha đầu quân giao đấy hả? mấy năm không gặp mà đã thành đại cô nương rồi đấy. Trông rất có phong thái của thiên kim tiểu thư nhà quan, đúng là không giống với người khác. Hứa Quân giao vừa vào phòng của Vương thị thì đã bị một người phụ nữ lạ mặt kéo tay. Nàng cười rẻ rặt, nhanh chóng rụt tay lại và nhìn Nguyễn thị bằng ánh mắt dò hỏi. Nguyễn thị mỉm cười, nói: "Đây là thím họ, Trần gia của con." Thím họ Trần gia Hứa quân giao suy nghĩ, hóa ra người phụ nữ này là con dâu của tiền thị, họ hàng của bên đại phòng, theo nàng nhớ thì hình như nhà mẹ đẻ của nàng ta họ giang. Nhiều năm không gặp, tiểu nha đầu làm sao mà nhớ được chứ? Lúc này tiền thị cũng cười nói. Hứa quân giao thoáng nhíu mày. Nhiều năm không gặp, bà ta đã bớt huynh hoang đi rất nhiều. Nhớ năm đó, mỗi lần nàng thấy bà ta thì lần nào bà ta cũng chỉ gà mắng chó, chưa bao giờ thấy bà ta hòa nhã với tam phòng bọn nàng cả nàng nhìn một nữ nử trẻ tuổi lạ mặt đang ngồi bên cạnh tiền thị nguyễn thị nhìn ra hoài nghi của nàng bèn cười nói đây là cô họ ngưng trinh trần gia hứa quân giao hiểu ra xem ra đây chính là nữ nhi nhỏ tuổi của tiền thị mấy năm trước nàng nghe nói tiền thị từng lão bạn sanh châu sao sinh ra được một cô con gái vì thế tuổi của nữ tử này và huynh trưởng nàng ta tranh nhau khá nhiều, chẳng qua là nàng không có cơ hội gặp mặt mà thôi. Sao, lão bạn xanh châu, già rồi còn đẻ, văn vẻ hơn thì là đẻ lúc tuổi già. Hứa quân giao thấy ấn đường của vị cô họ này có vài phần kiêu ngạo, nhưng có lẽ đã từng chịu thiệt thòi gì đó nên đã bắt đầu học được cách khiêm tốn. Hứa quân giao luôn cho rằng, kiêu ngạo không phải chuyện gì xấu, sợ là sợ cái kiểu cố tình bành trướng thói kiêu ngạo ấy thành tự phủ ví dụ như đường hoài hưng của đại phong chẳng hạn thằng nhóc đấy quả thực có chút tài học ngay cả lão già thối hay soi mói người khác cũng phải khen ngợi hắn nhưng mà hứa quân giao không thích cái thái độ không coi ai ra gì của hắn hoặc có thể là do hắn đã chịu nhiều thiệt thòi trên tay nàng lúc nhỏ nên khá kiêng dè nàng hơn nữa hai bên cũng đã lớn dần cho nên mấy năm này hai người luôn chung sống yên ổn với nhau đương nhiên cái gọi là chung sống yên ổn chẳng qua chỉ là hai bên đều coi như không nhìn thấy đối phương lâm thị cũng cười vẫy nàng đến bên cạnh mình kéo nàng lại hỏi han vài câu ấn tượng của hứa quân giao về nàng ấy cũng không tồi nàng giả vờ nhu thuận hỏi gì đáp nấy thấy tiền thị và giang thị cũng bắt đầu nói chêm vào trong lòng nàng không kiên nhẫn nên nhanh chóng tìm một cái cớ rồi quay về phòng. Nguyễn Thị biết tình tình của nữ nhi, nàng nở nụ cười bất lực và vội vàng giàn xếp. Này không bằng xưa, hôm nay cả nhà Trần Gia đến đường phủ là để tìm nơi nương tựa, mà đường phủ có đủ khả năng sống trong kinh thành đều dựa vào một mình đường tùng niên, thế nên không ai dám thể hiện sự bất mãn ra mặt với người của tam phòng. Giang Thị là người khéo léo, biết đẩy đưa, nàng ta thuận theo lời nói của Nguyễn Thị mà khen hứa quân giao đến nỗi Nguyễn Thị vừa chột dạ vừa vui vẻ. Ờ, ta muội muội là tiểu cô nương xinh đẹp kia ư. Ta biết ngay mà, ta muội muội khi lớn nhất định sẽ càng ngày càng đẹp, trên đời này không có tiểu cô nương nào đẹp hơn muội ấy cả. Nàng đang đi ra khỏi viện của Vương Thị thì gặp ngay Châu Ca đang dẫn theo một thiếu niên có khuôn mặt khá giống với Lâm Thị đi tới. Thiếu niên miệng ngọt như bôi mật, hứa quân dao không thể nhịn được cười trước lời nói của hắn. Châu ca tức giận chừng mắt nhìn hắn một cái, mắng. Miệng lưới chân chu. Miễn ca không giận mà cười hi hi, hắn biến ra một cái túi thơm được gia công tinh xảo rồi đưa nó tới trước mặt hứa quân dao đoạn nháy mắt, ra vẻ thần bí nói. Ta muội muội cho muội cái này nè. Đây là quà mà ta lén lút chuẩn bị cho muội đấy, người khác còn lâu mới có nha người khác mà hắn đang ám chỉ chính là hai tỷ muội Đường Quân Du và Đường Quân Nhu của Đại Phong. Đây là thứ gì vậy? Hứa Quân Giao tò mò cầm lấy, nàng mở ra nhìn thì thấy bên trong không phải hương liệu thảo dược mà là một viên giả minh châu to bằng nắm tay đưa bé mới sinh. Hứa Quân Giao thích đến mức không muốn buông tay, bàn tay không ngừng lật lên lật xuống. Một viên giả minh châu to như này, huynh lấy ở đâu vậy? Châu Ca kinh ngạc hỏi năm trước ta cùng phụ thân đi theo thương đội mấy chuyến nên có được nó yên tâm yên tâm đồ có nguồn gốc không rõ ràng ta không dám tặng cho tam muội muội đâu miễn ca nhìn hắn cam đoan sau đó lại cười hỏi hứa quân giao tam muội có thích không thích chứ viên minh châu to thế này mà đặt trong phòng thì đêm đến không cần phải thắp đèn nữa hứa quân giao sao có thể không thích cho được kể từ khi ngôn vũ mốc ngách đi theo bên người nàng đã quen với việc ban đêm thắp đèn trong phòng khi đi ngủ nay có viên dạ minh châu thì sẽ thuận tiện hơn miễn ca cười tít mắt khi thấy nàng thích hắn hỏi nếu muội đã thích vậy thì gọi tam ca ca đi hứa quân giao gọi ngay không chút do dự tam ca ca ngay cả lão già thối mà nàng cũng gọi là cha bao nhiêu năm rồi bây giờ gọi thêm một tiếng tam ca ca thì có tính là gì miễn ca vui đến nỗi cười không khép được mồm còn châu ca tức giận nói muội ấy vốn nên gọi huynh là tam ca thế mà huynh vẫn muốn dỗ dành muội ấy lại còn tặng muội ấy một món quà giá trị như vậy không đáng là bao đồ ta kiếm được ta thích cho ai thì cho miễn ca ngẩng đầu nói một cách tự hào đường trương niên quả thực là một thương nhân giỏi thêm nữa mấy năm nay không có đường bách niên soi mói sai khiến hắn một cách bừa bãi lại còn có một phần quan hệ mà đường tùng niên để lại trước khi lên kinh vì thế hắn lấy hết can đảm đi làm ấy thế mà chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tích lũy được không ít tài sản thậm chí giá trị sản nghiệp mà đường tùng niên giao cho hắn cũng tăng lên gấp đôi tiền đã đầy túi thì đương nhiên cũng phải quan tâm đến việc làm dạng dỡ tổ tông lúc này điều có thể làm dạng dỡ tổ tông chính là chăm chỉ đọc sách để tương lai gặt hái được công danh trên trường thi bất kể thế nào cũng phải làm cho nhị phòng có thêm mùi vị của văn nhân. Nguyện vọng này của nhị phòng đương nhiên rơi xuống người đường hoài miễn. Lần này Lâm Thị dẫn theo Nhi Tử lên kinh, một phần vì muốn đổi một môi trường đọc sách tốt hơn cho Nhi Tử, nhân tiện hy vọng có thể nhờ cậy quan hệ của đường Tùng Niên để tìm tiên sinh tốt cho Nhi Tử, hoặc là tìm một số thư viện tốt. Tam ca, các huynh và đám người trần thị hẹn nhau cùng lên kinh nhà. Hứa quân giao thuận miệng hỏi. Suy, chúng ta làm sao với tới trần gia bọn họ, nào dám hẹn bọn hạ chứ? Chúng ta gặp nhau trên đường vào kinh, nhà ta khởi hành từ phủ Hà An, bởi vì đi đường thủy nên hơi chậm. Mặc dù một nhà bọn họ khởi hành sau, nhưng lại đi đường bộ, cho nên mới gặp nhau. Miễn ca bĩu môi. Lát sau hắn ngó trái ngó phải, thấy xung quanh không có người mới vẫy tay gọi hai huynh muội châu ca ý bảo bọn họ lại gần một chút. Các người có biết vì sao bọn họ muốn vào kinh nương nhờ bác cả không? Hắn ra vẻ thần bí hỏi. Có gì mau nói? Châu ca tức giận trợn mắt. Tính tình vừa nóng nảy vừa hung dữ, tiểu tứ đệ không đáng yêu như hồi bé nữa rồi. Miễn ca nhìn em họ với ánh mắt tiếp nuối, sau đó nhận lại một cái nhìn hầm hầm của đối phương, hắn vội giơ tay xin hàng, nói nghe nói ở thành ung châu bọn họ đắc tội với ai đó nếu không đi e rằng sẽ mất mạng như chơi cho nên cả nhà bọn họ mới đến đây nương tựa đắc tội người nào hứa quân giao tò mò hỏi cài này thì ta cũng không rõ nữa vốn nhà bọn ta không qua lại cùng nhà bọn họ song ta lúc nào cũng theo phụ thân đi khắp trời nam đất bắc hơi đâu mà để ý chuyện nhà bọn họ chứ nương ta cả ngày không ra khỏi cửa lúc ta với cha ta không ở nhà nàng hầu như không gặp người ngoài, nên cũng chẳng hóng được chuyện gì. Hứa quân dao rơi vào trầm tư. Hèn chi tiền thị và con dâu của bà ta lại trở nên khách sao như vậy. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Lần này, nhị phòng chỉ có hai mẹ con Lâm Thị và Miễn Ca đến. Đường Trương Niên không thể đi được vì còn phải ở lại phủ Hạ An để làm ăn. Cho nên hắn để phu nhân Lâm Thị đưa nhi tử lên kinh. Cũng là để chăm coi nhi tử học tập và gặp hái công danh. Cả nhà Trần Thị đến đây vì muốn tìm trốn nương tựa, Trần Quảng Lễ đưa mẫu thân tiền thị, thê tử Giang Thị, nhi tử Trần Triệu Dũng và muội muội ruột Trần Ngưng Trinh đến nhờ cậy huynh đệ đường Bách Niên. Hứa quân giao không thích cả nhà đường Bách Niên, cũng không thích cả Trần Gia. Miễn là bọn họ không chọc đến nàng, thì nàng vẫn sẽ khách khí với bọn họ. May mà bây giờ tiền thị cũng biết nàng là thư đồng của công chúa. Hứa quân giao đã là người mà các nàng không thể chọc vào từ lâu, không những không dám chọc vào, mà còn tìm cách để làm thân. Còn Trần Ngưng Trinh, nàng ta cứ cách dăm ba bữa lại lấy cớ đến tam phòng tìm Nguyễn Thị, lúc thì nói chuyện với Nguyễn Thị, lúc thì tìm Nguyễn Thị thiêu thùa may vá. Nguyễn Thị tính tình hiền lành, trên cơ bản ai đến nàng đều không từ chối, cho nên Trần Ngưng Trinh tận lực lấy lòng, trong thời gian thường xuyên qua lại hai người đã dần dần trở nên thân thiết còn có giang thị khôn khéo hứa quân giao cũng gặp nàng ta mấy lần ở trong phòng nguyễn thị mỗi lần giang thị gặp nàng đều khen lấy khen để nàng ta khen nàng lên trời dưới đất mỗi câu nói còn không quên phù hỏa môn vũ thỉnh thoảng bay ra nghe được còn phải tấm tắc khen ngợi song cũng khiến cho hứa quân giao âm thầm tặc lưỡi người thành tinh quả nhiên là người thành tinh mồm miệng của Trần Ngưng Trinh mà đem so với mồm miệng khéo léo của Giang Thị thì hoàn toàn chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, sau đó nàng dần hiểu tại sao Trần Ngưng Trinh lại lấy lòng Nguyễn Thị, hóa ra tiền thị đưa nàng ta vào kinh với ý định để nàng ta gả cho một gia đình nào đó ở Kinh Thành. Phòng trừng mong muốn của nàng ta là nữ nhi có thể gả cao, vì thế, để làm được điều này thì đòi hỏi phải có sự trợ giúp của Nguyễn Thị Thị Lang Phu Nhân. Hứa quân giao không hề quan tâm cả nhà tiền thị có ý định gì, mấy ngày nay nàng đang ở trong phủ tìm một thị nữ thích hợp, những hại nhân trong phủ có tin tức nhanh nhạy có người tìm cách xuất hiện trước mặt nàng, có người tìm đến Bích Văn để đi cửa sau, thủ đoạn đầy rẫy, hứa quân giao thấy mà không ngừng bất lực. Bởi vì bên cạnh nàng còn có nữ quỷ ngôn vũ một tấc không rời, nên nàng không muốn chọn một thị nữ quá thông minh đi theo, chỉ cần đối phương trung thành hết mực thông minh hay không chỉ là thứ yếu. Ngày hôm đó, nàng ở trong phòng vẽ nửa canh giờ, sau đó ngắm nghía một hồi mới gật đầu hài lòng. Có đẹp không? Nàng thuận miệng hỏi ngôn vũ đang ngồi ôm má bên cạnh. Đẹp lắm, đẹp lắm, không còn cái nào đẹp hơn nữa đâu. Chuyên gia tầng bốc ngôn vũ nể mặt trả lời. Hứa quân dao khẽ cười, nàng đặt bức tranh sang một bên, xoa bóp cánh tay một lát rồi dẫn môn vũ đến vườn hoa tản bộ. Một người một quỷ thong thả đi trên con đường lát đá xanh trong vườn. Hứa Quân Giao chợt cảm thấy đói. Đúng lúc nhìn thấy một nhà đầu có gương mặt tròn đang bê hộp thức ăn đi qua, nàng lập tức vẫy tay gọi nàng ta đến. Nhà đầu đó dường như hơi do dự, nhưng sau cùng vẫn bước chậm gì gì đến. Người đang xách cái gì vậy? đưa đến cho ai? Khi thị nữ vừa đến gần, hứa quân dao đã cất tiếng hỏi. Trong này là bánh, nô tỳ mang đến cho tam cô nương à. Nhà đầu thành thật trả lời. Hứa quân dao nghĩ nghĩ, mọi ngày vào lúc này Bích Văn đều chuẩn bị bánh cho nàng ăn, vì thế nàng nói. Người đặt nó trong đình đi, chút nữa ta ăn. Không được đâu, thím nói cần phải đưa đến phòng của tam cô nương và giao cho thanh hà cô cô à ai ngờ nha đầu này lại một mực từ chối thanh hà chính là nhị đẳng nha đầu trong phòng hứa quân giao bình thường khi bích văn không ở hoặc có việc bận quấn thân thì nàng ấy sẽ hỗ trợ thu dọn gian phòng hứa quân giao vô cùng nhạc nhiên người biết ta là ai không tiểu thư là tam cô nương à hứa quân giao lấy làm lạ ta là tam cô nương đồ cũng là mang đến cho ta bây giờ ta thích dùng nó trong đình không được sao thím nói phải đưa nó đến phòng của tam cô nường và giao cho thanh hà cô cô ạ. À. Nhà đầu kia nhắc lại một cách lúng túng, song chỉ đơn giản là nói lại mà không hề có ý định nhượng bộ. Vốn ngôn vũ đang tò mò quan sát nàng ta, nghe vậy cười khanh khách. Người ngốc quá đi, ngốc chết mất. Lúc trước vẫn luôn là hứa quân giao mắng nàng ngốc, lúc này cuối cùng nàng cũng có cơ hội mắng người khác ngốc rồi, cái cảm giác này. Cũng đã ra phết hứa quân dao chợt hiểu ra hóa ra là một cô nương mốc nghếch thụ đông chỉ ghi nhớ những lời dặn dò của thím là phải mang đồ dao cho thanh hà cô cô cho dù cuối cùng đồ ấy cũng được thanh hà đưa cho mình nhưng cái đầu thiếu linh hoạt của cô nương mốc này lại không hiểu được điều ấy chỉ biết nghe lời thím là phải đưa đồ này cho thanh hà cô cô mà thôi bất kể ai cũng không đưa nàng cảm thấy có chút buồn cười đoạn cười khanh khách nói tốt lắm Vừa đúng lúc ta cũng phải về phòng, chúng ta đi cùng nhau vậy. Nhà đầu thấy nàng không tức giận mà còn cười tít mắt, hơn nữa không hề chửi mình ngu giống những người khác, nàng ta nở một nụ cười ngây ngô tràn đầy cảm kích. Hứa quân giao vừa đi vừa hỏi. Người tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Bây giờ đang làm người hầu ở đâu? Ta tên là Hàm Nụ, 13 tuổi, bây giờ đang làm giúp việc cho thím ở sau bếp nhà đầu thành thật biết gì nói nấy hứa quân giao hì hì phì cười ra tiếng cái tên này đặt vô cùng thích hợp ngôn vũ lại cười khanh khách một trận hàm nữ hàm nữ sao hàm nữ cô bé ngốc nghếch chỉ trong thời gian chưa đến một khắc ngắn ngủi hứa quân giao đã hỏi rõ ràng lai lịch của hàm nữ hóa ra người tím mà hàm nữ luôn mồm nhắc đến không phải tím ruột mà là thím hàng xóm tốt bụng. Nàng ta thấy gia đình nàng không còn ai, hơn nữa một đứa trẻ ngốc nghếch khờ dại như hàm nụ rất dễ bị người khác ức hiếp. Vì thế mới nảy sinh lòng chắc ẩn và cầu xin sự cho phép của hạ ma ma bên cạnh vương thị. Sau khi có được sự đồng ý nàng ta đưa hàm nha đầu vào đường phủ, xem như là cho nàng một chốn nương thân. Trong lúc nói chuyện, hai người một quỷ quay lại phòng của hứa quân giao. Thanh Hà thấy cô nương về liền chạy ra đón, khi được nghe kể hàm nựu một mực đưa bánh cho nàng mà nhất quyết không đưa cho tam cô nương, sắc mặt Thanh Hà thay đổi, rồi gõ mạnh lên đầu hàm nựu và quờ. Đúng là nha đầu ngốc, vốn dĩ đây là đồ mang cho tam cô nương, nếu tam cô nương đã muốn dùng, tại sao ngươi lại không cho hả? Còn làm phiền tam cô nương tự mình đi một chuyến nữa chứ? Hàm nựu cúi gằm đầu không dám nói lại một câu, cũng không dám trốn tránh, xem ra bình thường toàn bị người ta đối xử như vậy. Được rồi, nàng làm như thế cũng không sai, đồ này vốn là nàng vốn phụng mệnh đưa tới cho ngươi, thế nên dù thế nào cũng không thể giao cho người khác. Thanh Hà cũng đồng ý và rút tay về. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ của tím giao cho, Hàm Nữu cũng không ở lại lâu, đoạn sách chiếc hộp đã trống không rời đi, hứa quân giao nhìn theo bóng lưng của nàng và nét mặt trầm tư nhà đầu nàng muốn chẳng phải người không thông minh nhưng khá trung thành như này sao sau khi tin tức tam cô nương có tiền đồ nhất trong phủ chọn chúng hàm nha đầu mốc của phòng bếp truyền ra mọi người không dám tin những điều mình vừa nghe thấy ai cũng biết nha đầu mốc kia đầu óc thụ động không linh hoạt mặc dù làm việc miến cưỡng gọi là nhanh nhẹn nhưng mồm miệng thật sự rất mốc nhìn ngang nhìn dọc thế nào đều không thích hợp làm người được chọn sao tam chô nương lại chọn chúng nàng ta chứ nhưng cho dù bọn họ có không cam lòng hay không phục thế nào thì vẫn phải nhìn hàm nữ một bước lên trời nhìn nàng ta chuyển thẳng đến nhà trên chính thức trở thành nhất đẳng nha đầu bên cạnh tam cô nương khi nguyễn thị nhìn thấy hàm nữ nàng cũng rất lo nữ nhi chọn chúng một nha đầu không tốt nhưng hứa quân giao cứ khăng khăng chọn nên nàng cũng đành thôi sau vài ngày quan sát mặc dù nha đầu mốc kia ăn nói vụng về đầu óc cũng không linh hoạt, nhưng được cái tay chân khá nhanh nhẹn, việc nào được giao cũng làm đâu ra đấy, thậm chí còn làm rất tốt, nên Nguyễn Thị cũng dần dần yên tâm. Nhưng cái tên hàm nụ này nên đổi đi, nghe thế nào cũng thấy không thích hợp. Nàng ôm nữ nhi lại rồi dặn dò. Hứa Quân Dao dựa vào bờ vai của nàng, làm biếng nói: "Con chọn tên khác cho nàng ấy rồi à, gọi là Thuần, lại bởi vì nàng ấy vốn họ Lam, nên gọi là Lam Thuần." Lam Thuần, Lam Thuần. Cái tên này con đặt hay lắm, nghe thuận tay hơn cái tên hàm nụ kia nhiều. Nguyễn Thị lầm nhầm mấy lần, cũng cảm thấy cái tên này cũng rất tốt. Đấy là điều hiển nhiên, giao giao là đỉnh nhất mà. Chuyên gia tung hứng ngôn vũ lại hiện ra và nói với vẻ mặt tự hào. Mà cũng chính lúc này, căn nhà mà thiên hy đế ban cho tân nhiệm định. Viễn tướng quân Hạ Thiệu Đình cũng đã được chọn xong phủ của Hạ Thiệu Đình chỉ cách đường phủ nửa con phố. Sau khi nghe được tin này hứa quân giao vui sướng ngất ngây. Từ sau ngày gặp nhau ở trong cung, nàng vẫn mãi không có cơ hội gặp thiếu niên tướng quân, mà Hạ Thiệu Đình dạo gần đây cũng rất bận, thiên hy đế thường xuyên kiểm tra binh pháp của hắn, còn đặc biệt mời thầy đến dạy võ toàn diện cho hắn, thay đổi hoàn toàn cách đánh liều mạng trên chiến trường của hắn. Hạ Thiệu Đình chịu đựng tất cả mà không rên lên tiếng nào bệ hạ coi hắn như đệ tử thân truyền rồi. Những triều thần thông minh át nhận ra được điều này, không khỏi thở dài cảm thán. Có thể được đương kim thánh thượng đích thân giảng dạy binh pháp, vị định viễn tướng quân trẻ tuổi này đúng là có phước phần của tổ tiên phù hộ cho, song cũng thấy rõ được tài năng thiên phú của chàng thiếu niên này, nếu không sẽ không thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ. Ai nấy cũng âm thầm ghen tị và ngưỡng mộ nhà họ Hạ có thể sinh được một nhi tử xuất sắc đến vậy. Về nhà nhìn thấy mấy thằng con, không nên thân, của mình chỉ hận không thể nhét vào bụng phu nhân để sinh lại lần nữa. Thế là, gần đây ở Kinh Thành nổi lên một làn sóng học tập, ngay cả đám ăn chơi chắc táng, vốn ngày thường có thể nhàn tản đi dạo chơi khắp nơi. Chỉ cần không gây chuyện cho phụ thân thì về cơ bản sẽ không ai quan tâm bọn họ làm gì, nhưng nay đám đó đều bị nhốt ở trong phủ nghiêm túc và thành thật cầm sách học bài. Đương nhiên, đối với Đỗ Thành Trung mà nói, đến cả cơ hội nhét thằng con bất tài kia vào bụng phu nhân mình để sinh lại cũng không có. Lúc này, Đỗ Thành Trung lơ đễnh nghe Vân Thị nói về những sinh lễ cần chuẩn bị để đưa cho con dâu tương lai, thỉnh thoảng hắn trả lời qua loa vài câu lấy lệ. Nhưng thực ra tâm trí đã bay về phía tòa nhà nơi hắn sắp xếp cho lăng tương ở từ lâu, trong đầu âm thầm tính thời gian. Không biết trong bụng Lăng Tương lần này có tin gì hay không, theo lý hắn đan. Ngờ tuổi tráng niên, Lăng Tương lại còn trẻ tuổi, hai người muốn có con nhất định không phải chuyện gì khó mới đúng. Thiếp nghĩ rồi, con dâu sinh đứa đầu tiên sẽ để thằng bé theo họ Đỗ, ý chàng thế nào? Vân Thị thăm dò. Đỗ Thành Trung cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, vừa nghe những lời nàng nói môi mỏng đã mím lại có phải nàng ấy muốn để lại toàn bộ cuộc cài mà hắn liều mạng hơn nửa đời người cho máu ngủ của chồng trước không? thế hắn được cái gì? hắn lập tức bật dậy, vứt lại câu trong doanh còn có việc, đoạn quay đâu rời đi. Vân Thị ngạc nhiên, bọn họ đã là phu thê nhiều năm, làm sao nàng không biết hắn đang không vui? chỉ là nàng không hiểu mình đã chọc giận hắn chỗ nào. rõ ràng nàng đang làm chuyện tốt mà. Vân Thị nhíu mày. Nhớ lại trong khoảng thời gian hai người chung sống, sau đó kinh ngạc phát hiện phu quân gần đây càng ngày càng bận rộn, công sự, thời gian ở nhà cũng càng ngày càng ít, số lần phu thê thân mật có thể đếm được bằng 10 đầu ngón tay. Nàng dĩ nhiên không hoài nghi phu quân sẽ có người khác, dù sao năm đó vì một câu thăm dò của mình, ngay cả những thiếp thất lẫn thông phòng đã hoài cốt nhục của hắn cũng bị hắn đuổi đi sạch sẽ sau đó hắn còn đối xử rất tốt với nhi tử của nàng và chồng trước, coi thằng bé như con ruột, sau này bọn họ con nữ nhi, con bé cũng được hắn yêu thương như chân bảo. Nam nhân như vậy, làm sao nàng có thể nghi ngờ hắn sẽ phản bội mình? Có lẽ gần đây thật sự rất bận. Nàng an ủi chính mình như vậy. Phùng Duy Lượng nhíu mày nhìn nghĩa phụ đang vội vàng ra ngoài chợt nhớ đến không lâu trước đấy hắn từng tình cờ bắt gặp Đỗ Thành Trung uống rượu trên thuyền hoa, lòng hơi sao đồng. Chẳng lẽ phụ thân nuôi người ở bên ngoài sao? Nhưng nghĩ một lúc hắn cũng chẳng để ý nữa. Nam nhân gặp dịp thì chơi là chuyện rất bình thường, mẫu thân có đẹp đến đâu, Trung Quy cũng đã có tuổi, thêm nữa cũng đã đối diện nhiều năm dù sao sẽ có lúc ngán. Phụ thân thỉnh thoảng ra ngoài nếm thử hương vị mới mẻ cũng không phải chuyện gì to tát. Huống hồ. Dù phụ thân có làm gì đi chăng nữa, chỉ cần không mang về cho hắn một đệ đệ khác mẹ là được. Nhưng mà hắn không nghĩ đến, vốn Đỗ Thành Trung ra khỏi cửa với tâm trạng không vui, nhưng vừa đến chỗ Lăng Tương đã nhận được một tin vui ngập trời. Đó chính là Lăng Tương có thai rồi. Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có nữ nhân hoài thai cốt nhục của hắn, Đỗ Thành Trung vui mừng khôn xiết, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Vốn lăng tương có chút trột giả nhưng khi thấy thế thì yên tâm hơn. Gạch nối Khi hứa quân giao bước vào tầm cung của ngũ công chúa đã thấy nàng ta đang nằm y trên giường, trong tay cầm một quyền tiểu thuyết mà nàng ta cho người len lút đi tìm, đọc đến hăng say. Nàng thuận mồm hỏi Lúc nãy muội thấy ma ma bên cạnh dự vương dáng vẻ hơn hở vô cùng, nhưng không biết có chuyện gì tốt mà vui thế ngũ hoàng huynh đã thành người lớn rồi chứ gì nữa ngũ công chúa trả lời một cách thản nhiên thành người lớn á hứa quân giao nhất thời không kịp phản ứng ngũ công chúa càng nói càng hăng đến cả tiểu thuyết cũng không đọc nữa đoạn vẫy nàng đến bên cạnh và nói với vẻ gian sao muội không hiểu cái gì gọi là người lớn hả về đây ta dạy muội chính là có thể cái kia rồi mẫu thân đã chọn người đưa đến chỗ ngũ hoàng huynh rồi để hắn cái kia cái kia, chính là việc xấu hổ giữ phu thê ý. Nói đến đây, ngũ công chúa vốn dĩ luôn lớn mật, lúc này cũng phải đỏ mặt, chẳng qua đôi mắt lại sáng long lanh lạ thường. Hứa quân giao cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, song trong lòng nàng có chút bứt rứt. Nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống chi hắn còn là người trong hoàng thất. Đời trước nàng cũng là một trong số những nữ tử bên cạnh dự vương, lúc đó nghĩ cũng chẳng thấy có gì không thích hợp. Không biết có phải đời này nàng đã quen nhìn lão già thối tuy quyền cao chức trọng nhưng bên cạnh chỉ có một mình bao phu nhân rồi hay không, mà hễ nghĩ đến chuyện sau này mình phải chia sẻ phu quân với nữ tử khác là trong lòng nàng cảm thấy hơi khó chịu. Xong lại nghĩ, nàng cho rằng suy nghĩ này của mình thật sự không thể chấp nhận được, cứ hễ có phi tần nào sinh ra ý nghĩ muốn độc dùng thì cuối cùng chẳng ai có kết cục tốt đẹp phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn